trong khóa học Learn It phần 2 của La Zumba. Nếu như các bạn đã tập luyện với khóa Learn It phần 1, hẳn đã biết đến 4 điệu Merengue, Cumbia, Salsa và Reggaeton. Đây là 4 điệu cơ bản thường xuyên được sử dụng trong Zumba. Với khóa học Learn It phần 2 này, chúng tôi sẽ giúp cho các bạn tập luyện kỹ hơn, sâu hơn với các bài tập được thiết kế theo biểu đồ hình sin của hệ vận động, sẽ giúp cho hệ tim mạch, hệ cơ, hệ hô hấp của các bạn cải thiện hơn rất nhiều. Và đặc biệt, với một giờ tập luyện, các bạn có thể tiêu hao đến 450 calorie. Còn bây giờ, hãy để cho La Zumba giúp cho các bạn có những giờ tập vui vẻ và hiệu quả nhé.